Có ai biết con cá này là cá gì không? Ok, hôm nay mình sẽ tặng cho các bạn một clip hướng dẫn phi lê cá chuồng. Cá chuồng là một loài cá duy nhất có quãng đường bay có thể lên tới 200-300 mét, kéo dài trong 3-40 giây để trốn tránh sự tấn công của kẻ thù luôn. Cái loài cá này xuất hiện nhiều nhất ở Quảng Nam á, cho nên anh em mô mà ở Quảng Nam chắc không có so loại gì đâu đúng không? Nhưng mà không sao, ai biết rồi thì mình xem cách phi lê của đầu bếp Nhật. Còn ai chưa biết thì lắng nghe thêm câu chuyện và đừng quên chia sẻ clip này nha. Con này nó vui tính lắm, tiện đang bơi bơi nó cảm nhận được cái sự nguy hiểm ở đâu đó, nó bắt đầu bay lên xòe bay mấy mét vậy đó. Còn cái phần thịt của con cá này thì khá là ngọt, đặc biệt là cái trứng của nó rất là thơm và béo ngậy. Con này thì chiên hay nướng hay kho gì cũng ngon hết, đặc biệt là kho. Hồi đó mình có một người bạn ở Quảng Nam á, kho món cá chuồng, kho mít cho mình ăn một lần nhớ tới giờ luôn. Ăn xong cả đám đâu có dỡ tay được đâu, tại nhức nách quá. Phi lê xong rồi mình sẽ ghép con cá lại. Ok, chúc các bạn thành công.